Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa, đã bồ mà mình lãng mạn người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Đó, đó, đó. Khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái à. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn lớn đúng không? Tặng quà lớn lớn rồi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè. Em bao nhiêu tuổi, Nhung? Tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90, nhưng mà thật là 89. Vì vậy khi mà em cần chững chạc á, thì em sẽ nói em là 89. Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90. Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi em là Phóng, quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè. Nhà bè luôn hả? Dạ. Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng. Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó. Vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ. Thì nó là một đường nối dài đó. Đúng rồi, một đường nối dài. Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo, hình như là chung một nhà đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31. 87. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung. Em là một người biết nấu ăn. Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt. Rất là hay cười. Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? Điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con. Người ta gọi là bé như cái kẹo. Tính thì cũng hơi trẻ con nữa. Nên là cũng có thể đó là lý do em ế tới giờ. Rồi, còn bạn Phóng? Em sống em có lập trường riêng. Nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó. Em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Tức là có bản lĩnh đó. Chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha. Tuy nó nhỏ nhưng nếu bản lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên. Bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em. Đúng em rồi. Đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình hồi sinh viên. Còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê lấy vợ. Vậy là anh gạt em rồi. Dạ, em dễ tin người. Lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu. Nhưng mà lúc anh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ. Nên là anh lấy. Nói chung là coi bị gạt nhẹ. Rồi tình trường của bạn trai. Ngày mới vào Sài Gòn đó, thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk. Cũng Đắk Lắk luôn. Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? Dạ không ạ, cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp lắm. Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi. Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó, nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó là. Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay 2 mối tình nữa không? Em khó. Khó quá. Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quán xuyến được cái việc trong gia đình. Không có ấn tượng lắm với mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ đàn bà lắm. Khó quá ai mà chịu nổi. Không phải, cái vấn đề là khó ở những cái trường hợp nào thôi. Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống mà. Thế ạ. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em. Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn. Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được, nhưng bây giờ em nghĩ lại sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ, rồi xấu thì giống ba thì không được. Nên là cao nhưng mà phải dễ nhìn một chút. Rồi tính tình thì vui vẻ, dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được. Nói chung là làm sao để đứng cân đối với lại em được. Anh ơi, 1m58 cả giày được không anh? Được. Có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xuôi nhiều quá chị. Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm. Bên kia đậm không? Trời, trốn ở đây luôn rồi nè. Cái gì đâu mắc cỡ. Không, nhưng mà tùy từng người chị. Chi mà khó vậy trời ơi, thời buổi gì. Bởi vậy em ấy, bây giờ em 31 tuổi em. Dễ tính lên một chút xíu, bây giờ 34 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? Cũng dễ bớt rồi đấy. Có nghĩa là cũng khó. Cũng khó. Khó là ai mà chịu nổi. Phụ nữ người ta khổ lắm, người ta lấy mình về, người ta chăm sóc nhà cửa, con cái cho mình rồi. Phải dễ cho người ta dễ thở chứ, khó quá sao mà chịu được. Cũng không hẳn là khó đâm đâm, mà là bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó. Nhìn thì cái mặt là thấy khó rồi, chưa cần nói gì hết á. Khó đầu dữ vậy, dễ thương lắm chứ bộ. Nói xấu là thằng trai không à.
ha, dễ thương ha. Không nói được gì nữa. Không nói được gì. Em cứ nói đại đi, sợ gì quay mặt. Thì đó là ý em như vậy, là cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ, cũng không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Rồi hiện giờ nhà cửa mình là ở đâu? Nhà cũng ở nhà bè luôn chị. Nhà bè là nhà em hay là nhà ai? Nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. Cũng phấn đấu rất là nhiều năm. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Làm luôn chị. Làm luôn. Dạ. Nói chung có 1-2 tháng sau vậy đấy. Tiêu chuẩn mọi thứ được hết, chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi. Gặp đúng người, biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền, hiểu không? Dạ. Được không? Em cũng chưa biết được. Để nữa. Em mà gặp chị Cát Tường thì từ khó cũng thành dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Không, bây giờ chị hỏi nè, giả tỷ em lấy vợ về, em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không? Cái đó là quyền của vợ mà. Rồi, ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi, em có phụ vợ chăm sóc con cái, phụ nấu cơm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không? Cái đó thì chắc là có bà nội với bà ngoại lo rồi chị. Không đến chuyện này ha. Hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ. Không không, hiện tại thì không. Em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này. Thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó rồi mà đã đẻ con rồi, em cũng đi làm, vợ em cũng đi làm, thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đầu bù công việc, thì em có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc là có cái gì. Em cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu, cũng nghĩa là em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề đó. Gì cũng được đó, chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng. Không, khó nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ. Có lãng mạn chút nào không? Lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi, chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không lãng mạn được. Ủa thì bồ mà mình lãng mạn người ta mới làm vợ mình chứ. Bồ biết đâu được, ai biết được bồ có phải vợ mình không? Trời đất ơi. Thôi vậy rồi không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ? Khi nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ bộ, lãng mạn như chi người khác. Không, nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ đó. Nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn đúng không? Chứ để vợ thì vợ giữ tiền của em có được quyền mua quà đó. Làm gì còn tiền mua quà đấy. Quà lớn rủi không nó đi mất uổng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi luôn. Trời ơi trời. Rõ ràng gì chứ. Nói chung là cũng thật quá luôn đó. Chắc ăn vậy cho chắc ăn. Nhưng mà công việc ổn định, nhà cửa ổn định, ở thành phố rồi em yên tâm rồi đó. Còn vụ khó đó em tự lo đi. Anh bên đây, anh có sao nói vậy đó. Anh không bóng bẩy không có gì chứ. Đó là những cái thật. Mà nói gì Tường nãy đúng đó. Biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao. Em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh? Thì anh nói khó vậy thôi. Chứ khi mà người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đó em. Người ta khó mà ta không biết ta khó tính không, anh dễ ẹt à. Cái đó mới là mệt nữa đó. Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh mà được. Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ à, Phóng tuổi gì phải không? Được. Em con mèo ạ. Con rắn với con mèo hai con vờn nhau. Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn, nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo. À, được. Thấy không? Đây. Con rắn. Con rắn quấn chết con mèo, đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo. Vậy là được đó. Chị trên cơ. Dạ. Em cũng sẽ trên cơ. Em cùng tuổi với chị. Yên tâm vậy, yên tâm rồi. Được đi nhà Phóng. Nói chung có cái bộ Phóng tốt rồi đó nha. Còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em. Rồi hôm nay đúng mình có đi em đó. Dạ em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp. Xin chào chú Quỳnh Linh, chào Quốc Tường, chào tất cả mọi người ở đây. Chào con. Xin tự giới thiệu, em là em út của chị. Thì chị em thì rất là hiền. Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác ăn hiếp á. Cho nên em muốn chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn cho em một tí. Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á. Là có em trai mà em trai cũng hay bướng nên nếu mà có anh thì mong anh nhẹ nhàng tình cảm chút xíu. Em thấy ảnh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được hết anh ạ. Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được. Anh thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm ạ. Chưa vui vẻ lắm. Dạ anh hơi rung chưa chững chạc lắm. Nói gì với em trai tương lai đi. Nó chưa chịu lắm. Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không nên nói mà căng thẳng. Tại vì lên đây thì áp lực quá, đâm ra là những cái gì mà bản thân mình á thì mình không có bộc lộ hết được ra. Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhẹt hút thuốc gì không ạ? Hút thuốc thì anh có. Ngoài ra thì không, cái gì nữa? Anh ơi, em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc. Anh có ý định bỏ thuốc không anh? Thật ra thì bỏ cách đây được 2 ngày rồi em ạ. Không. Em phải tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê.
gặp bố em hơi yếu nên là em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với hứa với ông già là đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc, thì em mới vào được có mấy ngày thôi. Anh nghĩ là anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn, nghĩa là anh sẽ bỏ thuốc, đấy là cái điều chắc chắn. Chắc chắn không đi dài dạ. Không à, chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em. À, chị ơi à, lấy được nổi cái tủ lạnh chứ chị? Gì tủ lạnh nữa trong đây nữa, cái gì có nửa cái tủ lạnh nữa. Thì mấy chị em, mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh side by side. Ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em Nhung là nửa chặng đường này đã được 1/2 cái tủ lạnh side by side rồi, thì hai em cố lên. Xin hết rồi. Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh side by side rồi đó. Rồi, rồi bạn Nam hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với gia đình nhà em ạ, gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa. Biết anh có cái TV em chào không? Anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào Hồng Nhung nha. Anh là anh trai của Phóng, em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ, rất là thích trẻ con, thì anh nghĩ là rất là trùng hợp với em, thì hy vọng cũng tự tin để cho nhau cơ hội. Em cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn, mời em. Đó, tự nhiên thôi. Hơi hồi hộp. Tặng hoa đi, tặng đi. Em chào anh. Rùng lắm luôn á. Tiến tới đi. Anh có mua hoa tặng em. Cố gắng lên Phóng. Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn. Bình tĩnh lên nha. Sao anh rung vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là hồi hộp lắm. Dạ. Lúc nãy em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà em lại có quan điểm là trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch. Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi du lịch hoặc là đi cùng em không anh? À, anh được đi cùng thì đi. Chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được. Hai người đi cùng ai mua vé? Dạ. Không, cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi. Được đúng không? Em lo được. Tưởng đâu tôi lấy về rồi mới đưa đi chắc luôn. Làm bức mượn vé chứ. Tôi phải hỏi kỹ chứ. Không lo, tôi lo. Anh bộ nhìn em khó lắm. Hả? Khó lắm, cái mặt em rất khó luôn. Em khó đến nỗi nè, bây giờ em khó, em viết cái trán em nó nhăn, lần nếp nhăn hết trơn. Anh của em ngồi ở dưới không, cái trán căng mạnh cao. Còn em á là đây nè, nếp mấy khóe mắt đồ nhăn nè, hết trơn rồi. Xấu là cay rồi quá. Bây giờ em đừng có khó nữa, mặt em phải cười hoài, lúc đó da mặt em nó mới căng lên được. Rồi bạn gái về sẽ nuôi em ăn cho nó mập mạp ra, sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó. Hiểu không? Cái tướng mình phải thoải mái lên. Để thoải mái lên, đừng có nhăn nữa nha. Trán nó nhăn hết trơn rồi. Thoải mái lên. Tiền vé lo hết luôn. Tiền vé vậy mới được. Nó nghĩ là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng. Chứ rồi sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó, anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó, người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó, hiểu không? Em có bắt gì đâu. Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói. Có rung động được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi. Ừ. Để chúng ta quyết định. Chứ từ nãy thì em có nói dối cái này. Thì đúng rồi. Biết rồi, biết là bạn rất thật. Bây giờ này. Đó, bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì. Hơi bây giờ rung, đang suy nghĩ cô ấy nè. Em có thích cô ấy hay không? Anh thấy em dễ thương, nhưng cái điều là anh không biết là cái tại em cảm nhận như thế nào với anh thôi. Tại vì cũng như hồi nãy anh có nói đó là lên đây nó hồi hộp quá, anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người đó, nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không ý. Thật ra là anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó. Người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài, còn cứ e thẹn, cứ nhút nhát vậy hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Em hồi hộp, em run vậy, em quản lý nhân viên sao? Em khá là tách biệt hai khoản, có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng, và cái khoản làm việc ấy. Tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm. Mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó. À vậy anh ơi, tính em thì hơi trẻ con vậy, anh chiều được không anh? Chiều được. Anh thích trẻ con mà, anh thích trẻ con mà. Anh thì rất là quý mấy cháu nên là anh cũng thương anh... em như cháu anh vậy đó. Cứ làm cho hồi hộp mà. Hồi hộp gì đâu, đâu có ai làm cho hồi hộp. Ý là em thích con nít nên là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được. Thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè. Bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc nhiều.
ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhân tiện đây vừa có Hiếu với bố, vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái, em phải hứa với bạn gái. Rồi chúng ta quyết định. Anh bỏ được rồi. Mới có 2 ngày. Phải hứa. Mới có 2 ngày chưa, dạ. Yên tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ chắc chắn là bỏ đúng không? Nhìn thẳng mặt em nói một câu anh chắc chắn bỏ coi. Mạnh mẽ lên. Anh bỏ thuốc. Rồi vậy được rồi. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Thống nha. Nắm tay cô gái. Đừng có nhăn, đừng có nhăn. Thấy chưa? Thấy sao? Thấy sao? Thấy thơm. Thơm. Em tên là Nguyễn Đình Tú. Hiện em đang sống ở Bình Thuận, công tác cũng ở Bình Thuận luôn. Em công tác gì Tú? Hiện tại thì em là kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào mọi người. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì rồi em tên là Trần Thanh Thủy Tiên, thì em 26 tuổi và quê cũng ở Bình Thuận, nhưng mà tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là bạn nam ở Bình Thuận ở huyện nào ạ? Mình ở Phú Hà, nghe giọng Tiên hình như có vẻ như mình quen ấy. Quen luôn hả? Bây giờ nha. Không gì, nhưng mà anh ở huyện nào? Anh ở Phú Hài. À Phú Hài, Phan Thiết. Em ở đâu? Dạ em ở Bắc Bình nhưng Phú Hài là quê cậu. Quê cậu? Coi chừng bà con. em hồi xưa em học ở đâu? Dạ em học trường Hòa Đa anh. À Hòa Đa gì không phải rồi. Rồi vậy thôi khỏe. Hết hồn hết vía. Tiên là đang làm việc công việc gì em? Thì hiện tại em làm nhân viên kinh doanh vải. Điểm mạnh điểm yếu của em đi Tiên. Các ưu điểm là hòa đồng hay cười thì cũng thích sáng tạo. Có được cái là chân thật, chịu khó, ham học hỏi à. Thì wow. Còn điểm yếu thì em là người hay nói nhanh, với lại không có kiểm soát được cảm xúc của mình. Đôi khi thì nóng quá thì nói thẳng ra luôn, không có kiềm chế lại. Em cũng giống anh ấy, nhưng mà anh kiềm chế được. Dễ thương, kiềm chế được là tốt. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của Tú là gì? Dạ em thì cũng gần giống như bạn, nhưng mà em cẩn thận hơn một xíu. Tại em cứ tính rất là cẩn thận. Tại nhiều lúc cái gì nó phải đúng theo cái nguyên tắc của không mình. Phải. Cẩn thận là đúng, bởi em làm nghề điện mà. Không cẩn thận là cũng mệt lắm. Bạn Tiên ạ, bạn có bạn thích về lĩnh vực nghệ thuật nào không? Thường thì mình thích làm dẫn chương trình. Ồ, wow. Làm MC đó hả? Em mới tốt nghiệp bên MC bên nhà văn hóa thanh niên. Bạn trai, bên kia là bạn gái nói là bạn thích nghề MC, còn em là thích nghề gì? Em rất là thích những bộ môn liên quan tới nghệ thuật, ví dụ như nhảy, hát hay là đờn những dụng cụ gì đó. Mà em có thích, em có thể hiện được cái môn bộ môn nào không? Dạ, tốt nhất của em hiện giờ là nhảy thì có thể là em... Nhảy luôn hả? Dạ. Vậy là một hồi cô kia làm MC giới thiệu anh này ra nhảy. Anh này ra nhảy. Đúng rồi. Dạ. Được quá. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Dạ. Chưa có mối tình chính thức nào hết? Dạ, chỉ thích thôi à, chứ chưa yêu thật sự. Lý do? Dạ, em cũng không biết đâu. Ủa, có ai đâu rồi, có ai để ý mình hay mình để ý ai không? Dạ, em có để ý. Nhưng mà là chỉ cảm giác thích thôi. Thế là chưa tính là mối tình. Tới giờ chưa có mối tình nhắc dai nào hết? Dạ, vẫn chưa ạ. Còn em có mấy mối tình? Dạ, đa số cuộc tình của em á là em đơn phương thôi. Em cũng có dạy nhảy, là em cũng có một học trò và em cũng quen đại khái là cũng gọi là người yêu. Là tại em đi làm á, mình gặp nhau nó ít lại và từ từ nó sẽ có những khoảng khắc. Rồi hai người im lặng và cuối cùng kết thúc. Nó rơi vào dĩ vãng luôn hả? Dạ. Đấy, cái khoảng cách và cái sự chăm sóc lẫn nhau, gặp nhau thường xuyên nó quan trọng trong tình yêu lắm. Xa mặt là cách lòng đó. Ừ, thôi mình rút kinh nghiệm đi ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, Tiên thì về ngoại hình thì em hy vọng là 1m7 trở lên ạ. Em mét cao 7. Nhiêu? Dạ em 1m62 ạ. Bên đây cô này cao lắm á nha, bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m72 chị. Rồi được. Ngon lành. Ngon lành. Rồi gì nữa em? Dạ thì là em thích cười duyên, mà có răng khểnh thì là lợi thế ạ. Có cười tươi không?
Em ơi, nhưng mà bên đây khểnh đều hết được không? Dạ chắc được. Rồi thử xem nha. Dạ thì tướng người thể thao đừng có mập quá à. Người này nhảy mà người nhảy chắc không mập đâu. Không có mập nổi đâu. Còn gì nữa không em? Dạ đó thì mỗi người như đó là được. Rồi về tính cách có ghét điều gì ở người đàn ông không? Dạ không hút thuốc. Có biết uống bia nhưng mà biết điểm chừng à. Không hút thuốc, uống bia được chút chút. Được điểm trai. Dạ em không hút thuốc, cũng rất là ít nhậu và hầu như là không nhậu. Dễ thương, vậy tốt rồi. Rồi bạn trai, mẫu mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nó cũng đơn giản lắm. Đơn là vui vẻ, hòa đồng là được rồi. Có. Và biết quan tâm tới gia đình. Có luôn. Dạ. Rồi thích, nếu mà có thì thích thêm một chút về mảng nghệ thuật là ok. Quá không... có luôn. Dạ. Tính tình. Dạ tính. Có cái tình. Gì không thích ở người bạn gái không? Dạ tính tình là nhiều lúc nói nhiều nhưng mà nói đúng chọc. Đúng, nói để mình vui thôi chứ đừng có nói mà gây áp lực cho mình là được. Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm. Dạ. Nói chung hợp nhau là được rồi. Dạ luôn. Đúng rồi. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà hợp thì em khoảng cỡ tìm hiểu nhau chắc khoảng cỡ một năm. Ví dụ bây giờ em mở màn lên. Dạ. Được hết trơn hết trọi rồi nhưng mà cô này là cô cương quyết là cô chỉ lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ cô không có chịu về quê em thì em tính sao? Dạ thì thôi cứ bấm thôi. Cứ bấm rồi mình về mình khuyên bảo từ từ. Không, bây giờ cô cương quyết ngay từ đầu rồi không được thì thôi đừng bấm mất duyên nhau để cho người khác người ta bấm. Đúng rồi. Chứ đã thấy không được rồi mà còn bấm chi nữa. Cái đó thì em thấy nó hơi khó nhưng mà có thể xem xét được. Mà bây giờ nếu mà là để mà lập gia đình anh ấy, em nói trong một năm thì em đã có chuẩn bị những cái gì riêng để mà lo cho vợ con, lo cho con cái dạ, sau thì, này chưa? Thì có thể là trong một năm đó thì em đi làm thì chắc chắn thì cũng có thể tiết kiệm được một khoản và có thể mình sẽ trước mắt là mình sẽ tổ chức được. Và sau này khi mà tổ chức xong thì có thể ở chung với bố mẹ cũng một thời gian rồi sau này khi mà mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi ra riêng được. Ừ, vậy là cũng có ý chí cầu tiến. Rồi, được. Hỏi là hỏi khó bên đó thôi nhưng mà giờ chị hỏi em giả tỷ như giờ em đi về quê làm dâu em chịu không? Dạ thật ra quê cũng không xa lắm, cùng quê với em mà Phú Hài thì cũng gần nhà ngoại. Ừ. Mà từ Phú Hài ra nhà em thì cũng gần nên là em cũng nghĩ là ok à. Có nghĩa là chấp nhận về quê sống đúng không? Dạ. Trời ơi, Bình Thuận gần thành phố Hồ Chí Minh mà. Mình phải hỏi chứ, nhiều khi ta cứ quyết không chịu rồi mất công. Chào em gái. Em chào anh à. Anh bên đây thật, anh dễ thương lắm nha. Anh nói rất hiền nãy giờ. Anh cảm nhận đây là một con người rất là chân thật. Nếu anh đồng ý, anh có gần như đủ rồi đó. Thì em có chấp nhận là khoảng năm nữa anh tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm. Năm đi. Dạ, nếu mà bên kia anh kia có công việc ổn định thì có thể. Thì ổn định đó, làm điện đó. Không, điện là ổn định lắm. Em cũng tính như bạn Tiên nhá. Em cũng dự tính là sớm nhất là khoảng 1 năm. Hoặc có thể là trễ hơn xíu là khoảng 2 năm. Này cũng dạy gái, ta đang trả giá không vô liền. Thiết mình luôn. Rồi, anh chịu luôn rồi đó, 2 năm luôn rồi, khỏi nói nữa. Em thích người đàn ông tỏ vẻ hào phóng lãng mạn không? Dạ. Có chút lãng mạn thì cũng tốt nhưng mà nên chân thật à, em thích chân thật hơn. Vậy là thấy được rồi đó, cô này cũng suy nghĩ chín chắn rồi. Được, tới luôn. Bình Thuận quyết tiến. Hôm nay Tiên có đi với người thân không? Dạ em đi cùng với em gái và chị đồng nghiệp. Rồi em gái của em đâu? Dạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi chào em. Chào chú Quyền Linh với chào cô Cát Tường. Chào anh và với lại chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em là em gái của chị Tiên. Chị Tiên của em thì rất là hiền, sống rất là chân thật. Em thấy anh bên đây thì cũng hiền, vui vẻ, dễ thương. Em cũng mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em xin hết rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bên trai Tú đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Em họ, rồi hỏi em họ vài câu coi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ, hôm nay em thấy chị bên này là rất là dễ thương. Chị nói là chị nóng tính nhưng mà em nghĩ chị rất là hiền lành. Còn về phía anh họ em thì anh là một người rất là nội tâm, hay biết quan tâm, chia sẻ. Em cũng mong anh chị đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ý kiến người thân đều hai bên là chịu hết rồi đó. Bây giờ mình kéo màn thôi. Màn đâu kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt. Biểu diễn trước hay là tâm sự trước? Đây, biểu tâm diễn sự đi một hồi đi. Em chào anh. Thôi, bữa nay anh có bó hoa, anh muốn tặng cho Tiên. Em muốn tặng anh chào. Chào hai người. Rồi, rồi.
anh ở Phú Hài không ạ? Dạ. Thường có hay ra Đồi Dương ở Bắc Bình không ạ? Đồi Dương thì cũng cách chỗ anh gần có 2 cây à. Thì cũng lâu lâu thì cũng hay ra đó đi dạo thôi. Mà đi dạo thì đi một mình nó cũng lẻ loi lắm. Nên mà nhiều lúc cũng ít đi. Thì nếu mà sau này có cơ hội mà em về Phan Thiết làm á, chắc chắn thì sẽ muốn được mời em đi chung với anh. Dạ, mình cũng gần, Phan Thiết cũng quá gần so với em. Không biết là có quan điểm trong tình yêu của anh như thế nào? Quan điểm trong tình yêu của anh là cần sự chân thành, quan tâm và chia sẻ. Và quan trọng nhất là phải biết quan tâm tới gia đình. Còn em quan niệm về tình yêu như thế nào? Thì phải là tôn trọng đối phương mà. Thì tin tưởng. Thì mặc dù không có gì nhưng mà cùng nhau hoàn thiện khiếm khuyết. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như em. Thôi bây giờ nhìn nè, phải biểu diễn đi coi đi. Sốt ruột quá rồi, coi đó xong đi rồi mình mới phát biểu cảm nghĩ về nhau được. Chắc em sẽ hát bài, em sẽ nhảy bài Làm Ơn của Trần Trung Đức. Có thể sẽ không hay nhưng mà mong mọi người sẽ cổ vũ em ạ. Rồi Tú giới thiệu đi. Có nhạc rồi MC giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Thì Thủy Tiên và bạn Tú xin kính chào quý vị. Thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Thì để góp vui trong chương trình thì bạn Nam, bạn Tú sẽ biểu diễn một tiết mục. Thì hy vọng mọi người sẽ cho bạn Tú một tràng pháo tay để có động lực ạ. Anh có ý kiến gì ạ? Biểu diễn xung quanh Tiên như là một cái món quà tặng cho Tiên. Diễn sâu xíu nha. Diễn sâu xíu các bạn. Lãng mạn quá. Thôi được rồi, trở về vị trí đi. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận về đối phương thế nào. Chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của ta, chúng ta về người đối diện. Bắt đầu. Anh là một người thì khá là chín chắn. Nhiều lúc nó hay cười. Thực sự anh là người rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà thực sự anh rất là quan tâm tới người yêu của mình. Đặc biệt nếu mà sau này là vợ thì chắc chắn là anh sẽ rất là quan tâm. Thì cũng rất là mong là sau này sẽ hai đứa mình sẽ tiến tới xa hơn. Anh hy vọng là như vậy. Còn quyền quyết định là anh nghĩ là sẽ do em. Dạ. Hết. Rồi, cảm ơn anh. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Sau một thời gian trò chuyện tuy ngắn nhưng chúng ta xem lại có một ấn tượng gì đó không, và một nửa bên kia có cùng mình đi chung con đường hay không. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đây, đây. Chúc mừng Tú và Tiên. Rất nhanh chóng.